Rất nhiều khách hàng hiện nay ưu tiên lựa chọn các mẫu SUV thay thế cho dòng sedan vì muốn trải nghiệm cảm giác lái thể thao, khỏe khoắn và tận dụng được lợi thế khung gầm cao ráo, có thể di chuyển trên mọi cung đường, kể cả là đường đồi núi hay là đường xấu có nhiều ổ gà. Vậy hơn 500 triệu trong tay, có thể mua được mẫu gầm cao nào không mà động cơ lại mạnh mẽ như Tucson? Hãy cùng tôi khám phá một mẫu xe có thể đáp ứng được tất cả các yêu cầu trên của quý khách hàng. Xin mời quý vị và các bạn, Hyundai Kona. Kona mức giá chỉ hơn 500 triệu, cụ thể là 579 triệu cho bản tiêu chuẩn. Sử dụng động cơ NU 2.0 MPI cho công suất cực đại lên đến 149 mã lực tại vòng tua 6.200 vòng trên phút, dung tích xi lanh 1.999cc, khung gầm cao lên đến 170mm, gần tương đương với xe Tucson ở phân khúc trên là 172mm. Kona là mẫu SUV có hệ thống dẫn động cầu trước, cùng trang bị phanh đĩa 4 bánh, la răng 17 inch đẹp mắt. Hyundai Kona trang bị nội thất tiện nghi hiện đại bậc nhất trong phân khúc. Tuy là bản tiêu chuẩn nhưng Kona đã trang bị chìa khóa thông minh. Khởi động nút bấm. Xe được trang bị luôn Cruise Control và cảm biến áp suất lốp. Hệ thống camera lùi và cảm biến lùi. Hyundai Kona mang lại trải nghiệm vận hành vô cùng ưu việt khi mà mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ ở mức rất khiêm tốn là 6 lít 57 trên 100 cây ở đường hỗn hợp. Quý khách di chuyển, đi chơi, đi làm thoải mái mà không lo hóa đơn tiền xăng. Kona bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km, chỉ cần bỏ ra 579 triệu và tôi, Chu Bích, tư vấn bán hàng, đại lý Hyundai Việt Trì.